Su đã ngã trong khu vực 16-50 nhưng anh vẫn kịp thời nhoài người và thực hiện một pha xoay người và dứt điểm bóng đi vào khe ở giữa thủ thành Paris Saint-Germain cùng với cột dọc khu thành để giúp cho đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 khi mà hiệp 1 của trận đấu không còn nhiều. Anh Việt Anh có cảm xúc như thế nào về bàn thắng cũng như là tình huống ghi bàn vừa rồi của Quang Hải? Thực sự vừa rồi là một tình huống mà Quang Hải đã làm vỡ hòa cảm xúc đối với người hâm mộ, và đó là một pha bóng mà chính cái cú trượt chân ngã của Quang Hải đã gây sự bất ngờ cho Farizan. Có lẽ là thủ môn của đội tuyển Malaysia không nghĩ rằng ở trong tình huống vừa rồi thì Quang Hải vẫn còn kịp vung chân trái để thực hiện một cú dứt điểm đưa bóng về phía góc gần như vậy. Và mặc dù bóng đi rất gần với thủ môn của Malaysia nhưng phản xạ của thủ môn này là không kịp và bóng đã làm tung lưới mang về ưu thế dẫn bàn cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 40 của trận đấu. Và đây là lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam để chúng ta hướng tới chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Bởi đây là trận đấu mà ông Park Hang-seo đã đặt mục tiêu là giành chiến thắng, và chúng ta cũng buộc phải chiến thắng. Đây là một bảng đấu